Kính chào quý vị và các bạn đến với câu chuyện văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, nhà, làng, nước là ba trụ cột của văn hóa Việt Nam. Gia đình hạnh phúc, xã hội sẽ bình yên, đất nước sẽ phát triển. Xây dựng những con người chuẩn mực với những phẩm chất tốt đẹp đáp ứng sự phát triển của đất nước không thể không nói tới vai trò của gia đình. Cách đây hơn 20 năm, chính phủ đã quyết định lấy ngày 28 tháng 6 là ngày gia đình Việt Nam. Đây là dịp để nhắc nhở về giá trị mái ấm gia đình, cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách mỗi người và là nơi để trở về khi buồn vui, thành công hay thất bại trong cuộc sống. Hàng ngàn thế hệ tiếp nối, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đã được trao truyền và gìn giữ trong từng mái nhà, vun đắp và phát huy trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước. Đại hội Đảng lần thứ 13 xác định xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Vun đắp những chuẩn mực gia đình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định hướng, giáo dục và hoàn thiện nhân cách con người. Ngày 24 tháng 6 năm 2021, Ban Bí thư cũng đã ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Chỉ thị đã khẳng định, công tác xây dựng gia đình vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển bền vững đất nước, làm nền tảng góp phần xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam. Còn tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc ngày 24 tháng 11 năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hóa, giá trị của quốc gia, dân tộc, kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại, yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo. Những giá trị ấy được nuôi dưỡng bởi văn hóa gia đình Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, từ bao đời nay, gia đình luôn là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hóa, ứng xử tốt đẹp của con người Việt Nam. Những giá trị đạo đức trong gia đình được lan tỏa thành giá trị xã hội, quốc gia, dân tộc. Trong nhịp sống hiện đại ngày nay, thì bên cạnh những nét đẹp truyền thống, nhiều giá trị mới được bổ sung như tiến bộ, văn minh, bình đẳng dưới mỗi mái nhà. Mái ấm gia đình luôn là điểm tựa tinh thần hoàn thiện nhân cách con người. Con người hạnh phúc, phát triển, gia đình êm ấm sẽ có thêm nhiều cộng đồng bình yên để cùng xây dựng quốc gia phồn vinh, hạnh phúc. Nhịp sống gấp gáp, những tác động từ công việc, các mối quan hệ xã hội đang khiến mối quan hệ của nhiều gia đình hiện đại gặp thử thách. Chính vì vậy, làm sao để cân bằng áp lực, giữ gìn hạnh phúc cần nhiều sự cố gắng từ mỗi thành viên. Đối với gia đình chị Nguyễn Thị Hoài Thu cũng không nằm ngoài thử thách đó. Chị Thu luôn nhận thức rất rõ, gia đình là cái nôi đầu tiên nuôi dưỡng và trao truyền những giá trị tốt đẹp, tri thức, văn hóa với những bài học đầu tiên về đạo lý làm người. Chính vì vậy, việc gìn giữ các mối quan hệ tốt đẹp, hài hòa trong gia đình luôn được chị đặt lên hàng đầu. Gia đình sẽ là nơi để giúp phát triển nhân cách, đạo đức cho một đứa trẻ. Vậy thì một đứa trẻ nếu được dạy dỗ, được thấm nhuần những cái giá trị cốt lõi về đạo đức, về nhân cách thì cũng sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan, có nhân cách tốt và sau này các cháu cũng sẽ có thể phát triển thành một công dân tốt, có ích cho xã hội. Vừa là mái ấm, đồng thời cũng là lớp học đầu tiên, gần gũi và thiết thực nhất để nuôi dưỡng nhân cách con người. Từ cái nôi gia đình, những bài học về các giá trị đạo đức nền tảng chính là những nội dung kiến thức văn hóa đầu tiên mà trẻ được tiếp cận. Vun đắp những chuẩn mực gia đình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định hướng, giáo dục và hoàn thiện nhân cách con người. Mỗi bậc cha mẹ sẽ là những người thầy để hình thành nhân cách cho con trẻ. Việc giáo dục những đứa trẻ nó đến từ những điều rất là nhỏ nhặt trong cuộc sống bình thường,
nó không có cái gì là quá to tát là chúng ta phải đưa ra để dạy dỗ, để giáo dục. Ví dụ đơn giản như trong cuộc sống hàng ngày, khi mà con đi chơi, con đi đâu đó mà gặp người lớn thì tôi luôn nhắc con là con sẽ chào bác, chào cô, hoặc khi ai đó giúp đỡ con thì con sẽ cảm ơn, hoặc là khi con nhờ ai đó thì con cảm ơn, hoặc khi con mắc lỗi gì thì con sẽ xin lỗi. Cái thứ hai là trong cuộc sống hàng ngày trước khi đi ngủ thì tôi cũng luôn cố gắng sưu tầm các câu chuyện cổ tích, các câu chuyện dân gian Việt Nam để kể cho con nghe, và từ đó thì rút ra những bài học để con hiểu thế nào là những cái đạo đức, những cái quy chuẩn mà mình cần phải học, mình cần phải theo. Và tôi nghĩ rằng dần dần hàng ngày thì nó sẽ thấm vào trong cái tư tưởng, cái nhân cách của con, thì qua đó con sẽ có được những cái giá trị cốt lõi tốt hơn. Con thấy rất hạnh phúc bởi vì gia đình con hay giúp đỡ nhau, yêu thương nhau. Mẹ dạy con học, mẹ cho con đi chơi. Bố dạy con đánh cờ vua, bố dạy con đánh cờ cá ngựa, bố dạy con đá bóng. Gia đình Việt Nam hiện đại được bổ sung thêm những giá trị mới mang hơi thở thời đại văn minh, tiến bộ, bình đẳng. Và dù xã hội có hiện đại đến mấy thì sự sẻ chia giữa hai vợ chồng vẫn là yếu tố quan trọng nhất để gia đình đứng trước mọi bão táp phong ba. Trong cuộc sống của mỗi người, ngoài sự nghiệp thành công, gia đình êm ấm vẫn là cái đích, là một giá trị bền vững mà ai ai cũng hướng tới. Để mà gìn giữ hạnh phúc gia đình thì bản thân tôi với cương vị là một người chồng thì tôi thấy là cái sự tình yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ và đặc biệt là biết lắng nghe, đấy là những cái mà rất là yếu tố rất là quan trọng để mà giữ gìn hạnh phúc gia đình. Bên cạnh đấy thì cái việc mà hai vợ chồng cùng có những cái giá trị, quan điểm chung trong việc nuôi dạy con cái, từ đấy mà có thể hiểu nhau hơn để mà chia sẻ những gánh nặng cho nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống gia đình. Gia đình ông Đỗ Văn Nhuần, thôn Thụ Ích 4, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, có 3 thế hệ sinh sống dưới một mái nhà. Với ông Nhuần, để duy trì nếp nhà thì việc ứng xử kính trên nhường dưới, người lớn nêu gương là bí quyết giúp ông dạy con cháu trở thành những người ngoan ngoãn, trưởng thành. Và với ông, cách để gia đình thực sự là tổ ấm, là tế bào lành mạnh của xã hội, là pháo đài kiên cố chống lại các tệ nạn xã hội, thì ông bà, cha, mẹ chính là tấm gương về đạo đức, lối sống cho con cháu noi theo. Đối với tôi thì dạy con cháu đoàn kết, sống thuận hòa. 3 thế hệ, những lối sống, suy nghĩ khác nhau, nhưng các thành viên trong gia đình luôn biết cách ứng xử để giữ hòa khí, yêu thương, tôn trọng và giúp đỡ nhau. Tuy đã nghỉ hưu, nhưng bản thân ông Nhuần luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào, các cuộc vận động do địa phương phát động để răn dạy con cháu sống có ích cho xã hội. Tôi sinh ra lớn lên là có bố mẹ tôi vẫn chung một nhà, tôi thì được bố mẹ cũng dạy dỗ bảo ban. Đến giờ này thì công việc gia đình rất là các con các cháu là chu đáo, ông bà bảo và các cháu cũng rất là có ý thức nề nếp. Dù là gia đình hạt nhân như gia đình chị Thu hay những gia đình tam đại đồng đường như ông Nhuần thì đều cốt lõi, nền tảng để mang lại hạnh phúc, sự yên ấm trong mỗi gia đình. Đó là việc gìn giữ văn hóa ứng xử trong gia đình, lan tỏa yêu thương và kết nối bền chặt giữa các thành viên. Nhiều gia đình đặc biệt quan tâm thực hành văn hóa truyền thống gia đình vào dịp lễ Tết, duy trì các sinh hoạt văn hóa gia đình, làm cho các giá trị chân, thiện, mỹ được trao truyền một cách tự nhiên cho thế hệ trẻ, góp phần hình thành lối sống lành mạnh, từ đó xây dựng và phát triển nhân cách con người, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong cuộc sống hiện đại. Vâng. Trước những biến đổi của xã hội, nhiều giá trị truyền thống lung lay, thậm chí bị đảo lộn. Vì thế, gia đình với giá trị bồi dưỡng nhân cách từ tấm bé sẽ góp phần to lớn hình thành hệ giá trị con người Việt Nam. Khi gia đình là tổ ấm, ông bà cha mẹ mẫu mực, đó chính là nơi tuyệt vời tạo nên nhân cách, tạo ra động lực để mỗi người cống hiến cho xã hội, cho đất nước. Câu chuyện văn hóa tuần này xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.